Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì trong video này, nếu như các bạn là một người đang crush một ai đó ấy, thì khi xem video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để khiến cho crush của bạn chủ động tỏ tình nhé. Đầu tiên thì video này mình làm dành cho các bạn gái, nhưng nếu như các bạn là con trai mà đang theo dõi video này ấy, thì ok thôi, cứ tiếp tục xem đi, không sao cả. Xem nhiều thì có thêm kinh nghiệm rồi biết thêm đúng không? Và nếu như bạn đang crush một người và bạn và crush của bạn ấy theo kiểu như là kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e ấy, và bạn là con gái và bạn không thể chủ động tỏ tình với crush của bạn được, thì ngày hôm nay video này mình sẽ giúp các bạn, mình sẽ chỉ cho các bạn cách để khiến cho crush của bạn sẽ phải chủ động tỏ tình với bạn. Chúng ta sẽ đến với cách đầu tiên. Cách đầu tiên đó là đưa ra tín hiệu. Các bạn hãy đưa ra tín hiệu, hãy thể hiện vừa đủ để cho cái bạn nam kia biết rằng là bạn cũng thích bạn ấy. Bởi vì nhiều khi con trai ấy thì nó cũng không tự tin đến mức độ mà kiểu thích một ai đó thì sẽ chủ động nói luôn. Bởi vì người ta không chắc được rằng là bạn có thích người ta không, nên là người ta đôi khi cũng không dám tỏ tình ấy. Và một điều nữa đó là bạn nên đưa ra tín hiệu để cho họ cảm thấy rằng là khi mà họ tỏ tình ấy thì có cái khả năng để thành công. Bởi vì trong cuộc sống khi người ta làm bất kỳ điều gì và đặc biệt là tỏ tình nữa thì người ta cũng mong thành công đúng không? Chả ai mong là kiểu mình bị thất bại cả ấy. Và khi mà các bạn đưa ra tín hiệu ấy thì một lời khuyên cho các bạn đó là các bạn cũng cần phải đưa ra tín hiệu một cách rất là tự nhiên, rất là tinh tế để giữ cho cái mối quan hệ của các bạn trở nên tự nhiên nhất có thể. Và các bạn có thể đưa ra tín hiệu bằng cách đó là nói chuyện với bạn đấy nhiều hơn, hỏi thăm nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Rồi mà cái cách mà các bạn có thể đưa ra tín hiệu tốt nhất đó là đụng chạm cơ thể. Cái này thì có thể là trong lúc mà các bạn đi học nhóm với nhau này, hoặc là đi chơi với nhau, thì các bạn có thể chủ động là chạm vào tay của bạn đấy, hoặc là nghịch tóc, hoặc làm cái gì tùy ý. Và cái cách này thì rất hiệu quả, bởi vì là những cái đụng chạm cơ thể ấy thì nó sẽ mang lại những cái kết quả rất là tốt để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bạn. Và nếu như cách thứ nhất không được thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách thứ hai. Đấy, nói chung là mình sẽ đưa ra nhiều cách để cho các bạn có thể thực hiện nhá. Có nhiều sự lựa chọn đúng không? Và cách thứ hai đó là dương đông kích tây. Nghe thì có vẻ rất là binh pháp tôn tử, nhưng mà thực ra thì nó chính là binh pháp tôn tử. Chỉ có điều là khi mà người ta sử dụng cái binh pháp này trong việc đánh trận, thì ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách mà các bạn áp dụng vào việc khiến cho crush chủ động tỏ tình với bạn. Đó là các bạn hãy thể hiện cho crush của các bạn biết là bạn có rất là nhiều người theo đuổi, rất là nhiều người thích bạn. Và khi mà crush của bạn biết rằng là bạn đang có rất nhiều người theo đuổi và rất nhiều người thích bạn, thì bạn ấy sẽ cảm thấy rằng là à, bây giờ mà mình không chủ động tỏ tình, không dũng cảm, không nói ra tình cảm của mình, thì rất có khả năng là bạn sẽ thuộc về một người khác và sẽ có một người khác cướp mất bạn đi. Và chính cái điều này ấy thì sẽ thúc đẩy cái việc bạn ấy muốn sở hữu bạn. Bởi vì con trai với con trai thì thường là nó có cái tính sở hữu và tính cạnh tranh rất là cao. Và khi các bạn cho cái bạn crush của bạn nhận thấy điều này ấy, thì có một khả năng rất là cao là bạn đấy sẽ ngay lập tức tìm cách để chủ động tỏ tình với bạn. Thế nhưng mà cái cách này ấy thì các bạn phải làm thật là khéo nha, đừng có làm lố quá, bởi vì làm lố quá xong khi mà kiểu bị lộ ra thì cũng hơi nhục ấy. Giống kiểu chả có ai theo đuổi xong cứ nói là mình có rất nhiều người theo đuổi ấy, nên là phải làm thật khéo để khi lộ ra thì kiểu không bị nhục lắm. Và trong trường hợp bạn thành công mà crush của bạn sẽ tỏ tình với bạn nhé, xong rồi bạn đồng ý nhé, lại nói là bạn không đồng ý đi, ok, bạn đồng ý rồi, sau đó khi mà hai người bắt đầu một mối quan hệ một thời gian ấy, thì bạn hãy tìm một cái thời điểm thích hợp để có thể lời thú tội ngọt ngào, kiểu nói thật với crush của bạn biết rằng là ngày đó mình không phải là có nhiều người theo đuổi đâu, mà do là mình thích bạn nên là mình cố tình nói thế để làm cho bạn tỏ tình với mình. Và bạn nhất định là sẽ phải nói, bởi vì trong một mối quan hệ ấy, thì cái việc thành thật là việc rất là quan trọng và không ai muốn là mình bị lừa dối cả. Và bạn cũng nên nói để cho cái bạn nam kia không có cái cảm giác sợ hãi, bớt đi cái cảm giác sợ hãi rằng là sẽ có ai đó sẽ cướp mất bạn từ tay của bạn đấy ấy. Ok, như vậy là chúng ta xong cách thứ hai nhá. Bây giờ sẽ sang đến cách thứ ba. Cách thứ ba đó là tỏ ra thật là yếu đuối.
cách thứ ba này thì ngược lại hoàn toàn với cách thứ hai, nên nếu như các bạn đã sử dụng cách thứ hai rồi thì các bạn không được sử dụng cách thứ ba nữa, và các bạn đã sử dụng cách thứ ba rồi thì các bạn không được sử dụng cách thứ hai nhá. Đây là tùy vào hoàn cảnh của các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn những cái cách nào phù hợp với các bạn. Và cách thứ ba tỏ ra yếu đuối nghĩa là như thế nào? Đó là các bạn hãy tỏ ra là các bạn bị thiệt thòi, bị cô đơn, bị chèn ép, bị bắt nạt. Công việc và cuộc sống đều đang gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều bế tắc, không có một ai ở bên cạnh để sẻ chia cùng với các bạn cả. Và trong cái lúc đó ấy, thì cái bạn crush của bạn kia, cái bạn con trai kia sẽ nổi lên một cái máu gọi là máu anh hùng. Bởi vì cái xu hướng của các bạn trai ấy, đó là bao bọc chở che và thích thể hiện bản lĩnh của mình trước phái yếu. Và nếu như lúc đó mà bạn nam kia mà thích bạn ấy thì bạn đấy chắc chắn là sẽ muốn bao bọc chở che, giúp đỡ bạn và sẽ tỏ tình với bạn. Ta-da, và như vậy là bạn đã thành công rồi. Thế nhưng mà cách này thì cũng giống như cách trước thôi, đó là sau đó thì các bạn hãy lựa lời mà kiểu thủ tội, thành thật với người ta nhá. Ok, như vậy là trong video ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn cho các bạn 3 cách để có thể khiến crush chủ động tỏ tình với các bạn. Thực ra thì đây chỉ là dựa trên những cái kinh nghiệm của mình thôi, nên là mình cũng chỉ muốn chia sẻ với các bạn để biết đâu đó sẽ giúp cho các bạn tìm được tình yêu của mình. Đấy, bây giờ là mùa thu đến rồi, nó sắp mùa đông rồi, rất là lạnh, mà lạnh mà không có gấu thì cũng hơi khổ đúng không? Nên là mình chúc các bạn sau khi xem xong video này thì sẽ có người yêu nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và nếu các bạn thấy video này hay thì hãy like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhá. Và đừng quên là hãy kết nối với mình qua Facebook cá nhân của mình Trần Minh Phương Thảo và Insta của mình phươngthảo.zoe. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại.